Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để chờ những video mới nhất của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em kiếm thẻ cào trên những cái ứng dụng đọc báo. Ok chưa? Những cái ứng dụng này ấy, nhiều người đã kiếm được tiền triệu, rất nhiều tiền luôn, rất nhiều thẻ luôn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái ứng dụng nó mới ra một cái kiểu như là một cái phần thưởng mới ấy, một phần thưởng mới để cho anh em, cũng như là cho anh em kiếm thẻ cào nhanh hơn. Đó, chỉ cần một đợt đăng ký anh em chia sẻ cho một người khác, anh em đã được 30k rồi. 30k nha anh em nhá. 30k tương ứng là 10 người, anh em đã được 300 rồi. Đấy, ok chưa? Quá tuyệt vời luôn. Anh chưa tính anh em đọc báo thứ cứ 1s, có nghĩa là 1 cái xu anh em đã được 100 đồng rồi. Nếu mà để kiếm được tầm 10-20S thì quá là đơn giản, vòng 10-20 xu ấy, quá là đơn giản. Thì ok, mình sẽ hướng dẫn anh em nhé. Anh em sẽ vào tải cái ứng dụng này về cho mình, đó là báo Việt Nam, báo Hay Việt, báo Hay 24 giờ, báo Hay 24 giờ nhá. Để bây giờ nó đang có chương trình khuyến mại này, tặng 30.000 đồng này, hết hạn trong vòng 59 tiếng nữa. Nhanh tay lên các bạn, những ai chưa tải nhanh tay tải lên, ok chưa? Nó hết hạn trong vòng 59 tiếng nữa thôi. Đó, tải về một cái là được 30.000 rồi. Ok, mình sẽ ấn tải app nhá. Mình sẽ ấn tải app để mình nhận 30.000. Ok, mình sẽ ấn vào mình cài đặt cái ứng dụng này, ok chưa? Đó, nó đang có chương trình khuyến mại nhưng kiếm tiền rất dễ. Anh em nào chưa cài đặt thì nhanh tay cài đặt lên để kiếm tiền. Đó, mình chỉ cần cài đặt về mình kiếm tiền tầm vài ngày là ok rồi, là mình có nhiều thẻ lạp và điện thoại để lạp vụ game. Ok, mình sẽ mở cho anh em nhé. Đó, đọc báo này, báo Hay với 24 giờ này. Đó, mình thì mình chơi rồi. Đó, bây giờ nó mình có chương trình đấy, mở hộp quà đã được 10S rồi. 10S này nhá. Chưa tính anh em tí anh em chia sẻ cho tầm 5 người thôi. Đó, ok, mình sẽ mở nhá. Ok, bây giờ nó bảo mình đăng nhập bằng số điện thoại này, hoặc là đăng nhập bằng Facebook chẳng hạn. Ok, thì mình sẽ đăng nhập bằng số điện thoại đi. Số điện thoại nha các bạn nha. Thì mình nhập số điện thoại của mình vào 8396743 83. Ok, mình sẽ gửi mã nha các bạn nha. Mình sẽ gửi mã về, anh em nhớ nhập. Anh em nào không thích đăng nhập Facebook, mình đăng nhập số điện thoại. Wow, không cần phải Facebook, số điện thoại càng nhiều càng tốt, kiếm nhiều tiền. Đó, nó gửi mã về 6478. Ok, 6478 6478, ok. Xong, mình đăng nhập. Ok chưa? Đăng nhập thành công này. Đó, đây, bạn có quà tặng 30.000 đồng chưa nhận. Ok, mình sẽ nhận ngay. Ok, mình sẽ nhận ngay nha. Đó, kiếm tiền rất dễ đây. Đây, đây là cái phần thưởng của nó đây. Đó, bạn chỉ cần chia sẻ cho một link cho một bạn bè nào đó thôi là bạn đã được 30k rồi. Hiểu chưa? Đó, bạn bè đọc báo này, cả hai cùng được tặng 30.000 đồng này. Bạn bè đăng nhập đọc báo cả hai rồi. Đó, rất đơn giản thôi đây, chia sẻ Zalo, Facebook đây. Ok chưa? Đó, rất nhanh luôn. Đó, nó ấn chia sẻ kìa. Mình thì mình chưa chia sẻ đây. Tương đương một xu là 100 đồng này. Mình bây giờ chưa có cái gì nhá. Ok, thì mình sẽ nhận. Đấy, đã được 5 xu là 500 đồng rồi này. Nhanh chưa? Những ai mà đăng ký cái này mà chưa có mã thì nhập mã của mình nhá. 958E6 này, 958E6 này, ok chưa? Đó, rất nhiều để thử đọc một bài báo xem nào. Đọc một bài báo để nhận tiền này, đã hiểu này. Ok, mình thử đọc một bài báo để nhận một xu đây. Nhanh lắm, các bạn chỉ làm trong vòng tầm 1-2 tiếng là mình nghĩ là đủ cái thẻ 10.000 rồi đấy. Mình sợ còn hơn ấy, nếu mà các bạn không muốn mời người ấy, là được cái thẻ 10.000 rồi. Thế có mất gì đâu. Đó, kiếm một cái thẻ đơn giản như vậy có mất cái gì đâu, ai cũng được, phải không? Mình kiếm thẻ đơn giản như này ai chả chơi được. Bây giờ nó mới có chương trình khuyến mại này, anh em nhanh tay lên, chỉ còn 59 tiếng nữa thôi. Ok, mình sẽ nhận. Đó, 1,2 xu này. Ok, chỉ còn 52 tiếng nữa thôi. Bật đây, trò phép này. Ok, mình sẽ ấn vào đây này. Nhận này. Đó, thưởng x2 này. Hình như xem video đúng rồi, xem video nó sẽ được thưởng x2 này. Anh em nào chưa tải thì nhanh tay tải và nhập cái mã vừa lấy của mình vào để được nhận 10.000 nhé.
Bây giờ đang có chương trình khuyến mại ấy, rất chi là lớn. Nó chỉ còn 50 tiếng nữa thôi là hết hết rồi. Ok, đó. Đây, mình ra mình nhiệm vụ này. Đó, nhận liên tục. Đây, mình đã được 7 7,64 7,40 41 xu rồi nhá. Đấy. 1 xu tương ứng với ấy. Này. Đó, 7 xu này, 700 đồng rồi này. Đó, 700 đồng rồi nhá. Ok chưa? Kiếm tiền rất chi là đơn giản. Đây, có nhiều cái nhận này. Đó, điểm danh này. Đó. Mở hộp quà này. Đấy, nó có rất nhiều phần hộp quà này. Đấy, mình sẽ thử mở một hộp quà nhá. Hết 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 không? Ok, đó có rất nhiều phần luôn. Anh em nhớ tải nhá, tải kiếm tiền. Ok chưa? Non có cây 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 phát tài ở đâu nhỉ? Đây, cây phát tài này. Mình sẽ trồng cây phát tài này. Đấy, để chăm bón này. Đó, nhận 5 xu luôn. Đấy, đơn giản. Là dễ kiếm tiền. Ok chưa? Anh em nào mà chưa chưa tải ứng dụng này thì hãy tải ứng dụng này về để nhập mã nhé. Nhập mã cho mình. Ok chưa? Đâu nhỉ? Có phần nhập mã người mời này. Ok nhá. Anh em nào chưa tải thì nhanh tay đây. Cái quà tặng 30 này. Đó, chỉ còn 71 tiếng nữa thôi. Ok. Đó, anh em chia sẻ thật nhiều vào để kiếm thật nhiều tiền nhá anh em nhá. Ok chưa? Đây là mình hướng dẫn cho anh em là cách kiếm thẻ để gọi là trang trải cái tài khoản trong cái điện thoại của anh em thôi, chứ cái này nó cũng không làm giàu được cho anh em đâu. Ok chưa? Thì anh em muốn làm giàu thì anh em xem những video mà kiếm ad của mình ấy. Ok chưa? Đó, thì video của mình thì kết thúc tại đây nhá. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Ok, cảm ơn anh em nhé.